Ok, và chụp này cho thầm mây tí nữa, nên ông hình là đi dương bà, lực bằng to mây đến dương Unit 4, và hãy chụp chụp này 4C. Ok, ngày mất dương bàn bà chọc 4B này. Là như chụp 4C thì dương nên bà đi làm B. Chụp nó trường dương I, 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 by, those, there's, okay. I buy those. I buy those. Nhóm đừng tình bỏ và rồi bỏ tiền luôn. Ok, I là cứ bỏ bị I will. I will. Nhóm đừng đừng bỏ bị mùi tới nữa mà. I will. Giờ vì là cốt là có cả sản phẩm chất ở lớn này để dùng sản phẩm chất hàng thứ bảy mùi phim phim như thế này. I will do this or do that. Right? Ở đây mình nói là video partner look at things in the shop. Okay. Ở đây mình nói mà lại cô giữ nó mơ ở đây đấy. Mơ đồ bò bò vào trong hàng đi. Và này. Nếu như hàng mùi, see the picture? This picture is about the shop. It is a shop. Yeah. And what would you like to receive from the United States? Okay. Tại nè, bà vui lắm cái chọn bạn ấy mùi, chọn thuở ấy mùi dưỡng á. Chúng ta nè chọn nè, và ta nè ở chọn thật tuôn ở bây đáy và bí sẽ hát ẩm rịch và mê thật bà mình vào phổ sản nhiệt mình phải từ ẩm rịch ta dưỡng chọn thật tuôn bạn ở bây đáy nè, chọn chọn United States sẽ hát ẩm rịch nè. Point to the things and talk about what you would like to get. Okay, chúng ta thay dương và cho all the mơ bỏ nó luôn và nè. Hay dương đi dạy một bí ở với để nè chọn từ tổ bàn và take turns choosing things. Okay, và dương phạm đồ bên địa phóng và dương chưa được rồi bỏ dương chọn bán nè, chọn bán ấy nè. Và dương mới chạy sẽ khi ta chỉ sẽ dương chọn bán ấy nè. Okay. Now could you tell me what can you see in this picture? Everything. Yeah, what can you see, everyone? Okay. Yeah, see the jeans, the football or the soccer ball, the shoes, right? The shirt. Yeah. Maybe, yeah, maybe the lamp, the pen, yeah? The table. Okay, the sneaker. The sneaker is on the wall. Okay. Nhưng I want those jeans. Bà này, I want those jeans. Ok. Nhưng thì họ này bà. Bà dừng chọn gì thay chọn bàn nếu mà chúng phải biết I want. Mà khi nhóm chọn bàn á. Mà khi nhóm chọn bàn cow cowboy đến đúng bà. Jeans cow cowboy nè. Ok nè. Bà. Alright. I want this soccer ball. Ok. Mà nè, dễ mà tiết gì. Bà to tiết. Nhưng tại bà nè. Như đọc đồ kia và chạy xong tầm bao tầm bao như thế này bà mình ấy tê bà nè ở rồi ấy mình ấy tê nè nhóm chọn bàn bà tọt mùi nì bà nè soccer ball bà cứ bảo toán nè bà kia cứ football là ngày này ok what else do you want bà dân ai sử dụng bán là bây giờ chọn sử dụng chạy khi mà thèm tiết thà ta bên xảy tiết nè kia what else ta bên là vậy tiết nè bà ta nè trong bàn là vậy tiết nè cứ như số nào đó ấy cũng sẽ tiết được cái trong bàn thì thấy nó bảo what else do you want mà giờ à giờ gì mà và I want this or that or this or those ok và tạm lục hiệp lần là người dân sạch bóng xoay và plug đồ nhé cái sai sót bị vô chúng mình bật pẹt vào dưới nữa học đấy tam giả rút hiệp gì mà khởi đó này. Ok now look at number two see Bisa wants to buy her friend's bag in Cambodia some gift và cái nào Bisa chọn tình nhé rồi và chọn tình cái đồ mua chìm nón nhé some gift bạn nào mà muốn mất trong tình cờ đôi một lần ao im bật phe bàn yến và pe đã tập lập một vĩnh nấu Campuchia ngày back in Cambodia và pe tập lập một vĩnh ở Campuchia và look at the words
What is sugar then? Bà chú mơ bị ngọt mực khả ní, ngọt này, bị ní khó mẹ khả ní. Ta bà niếng tinh ở vầy, nế, khá là, oi bụ kì bà. Get nó cứ xa mắt ngọt bòi, ngọt này bà chứng, what does she get? I mean, what does she buy? Okay. What does she get them? I mean, what does she buy them? Ngày đã niếng tinh ở vầy khá là, oi bụ kì bà. Chứ chứ đừng lứ, nế, nó bây giờ dừng lứ hỡi, dừng cú ba cái thì có cú và toát đấy ba là trong chậm lại bị nó luôn nữa ba có những anh c chưa chậm lại chưa phần c và những các bạn đấy đấy ok và trái chương là mơ bị nó là ta bị nó đấy ta giờ mơ mình chỉ nói thì họ bây giờ chocolate ok chocolate và chocolate cái là sô cô la đấy họ niệm mà sô cô la này electronic game và cứ game electronic và nhé game electronic nhé hoặc nhé lọc đây game mod và okay. Vitamins ok cứ tham chiết vitamin nhé hoặc nhé cứ tập bay chấm nuôi sự phép chấm nuôi của các bạn để hiểu gì chứ nhé ok vitamins ok watch và nhìn đi ca nhé và nhìn đi ca bell và cứ còn đăng nhé và còn đăng nhé còn đây với cái chuông của bạn này và okay. Còn đăng thì chuông necklace ok necklace cứ cái và sải cỏ và sải cỏ nhé okay. Head cứ muộn nhé và muộn nhé okay. earrings mà cứ cỏ vẩn và cỏ vẩn okay. t-shirt mà cứ áo dưới và áo dưới nhé okay. Statue mà cứ rút sầm nạ mà nó có rút chậm lại như vậy nữa bà okay. Pens và bệnh thế okay. Necklace là nó cứ sẽ có và shoes mà cứ bài trường như vậy ok ta à lỡ nên ok stop đó như vậy đó chứ gặp cái đường khăn với mình sẽ đáp và xôm một sự sạp bị mình luôn và tạo tiền sân đây biệt ngón nó cứ lệnh là nó không ăn bắt đập vào dưỡng và đẹp và hay gì ai đang ở lý và anh em biết cả là bạn là nó tỏ là lấy những nguyên sự sạp bị bạn mình luôn đấy lấy đáp tao nhóm hơi bởi chơi xâm lý và tao chấm đấy không nè huge ok huge cứ thôm sầm bờm nhé very big và cứ thôm kháng thôm sầm bờm mà huge okay. go crazy và cứ thôi cuột mà thôi lặp chứ nè mình nhớ chăng ok don't go crazy mà cầm thôi rất cuột mà chẳng nhớ chăng nè này ding and clang okay could I mean to make a loud sound is especially of a bell or to ring the bell right but when we talk about a verse it means to make really loud sound of the word okay คือบัญชัยสำเร็จคิวขญาบาทั้งในบาทบาทสภาวะนี้คือในนี้คือบัญชัยสำเร็จคิวขญาคือสำหรับเลือกบาทสามบาทสี่ได้ยงคิวขญาทางไอ้นะบาจะคือยมขยิวขยาก็บันทึกสำเร็จขยิวขยานะป่ะ ding and clang ไปยังไงเดี๋ยวไปดูกิ๊กขี่โอเค I mean not fashionable I mean unfashionable โอเคเวลามันตอนสมัยนะเราหัวสมัยโอเคเวลาของทางไว้คือลวดหรือปะทุหรือก็กระอาสระกระอาขั้วสมัยแบบอัตตอนสมัยกี่บ่ายังไงดิคีบ่าตาเปรียบเนี้ย rapper มีนี่นะบ่ากระดาร่มปีกราวนะบ่าแล้วก็ปะทุไปเมื่อเนี้ยสราวปีขางกราวนะยังไงในเช็ดดอตรายไอ้เคยเนี้ยคือนามินเรปเปอร์คือกระดาสราวปีกราวนั่นคือดอตรายเลยเหรอนะนั่นคือเรปเปอร์ไอ้บ่าก็ได้ไอ้ก็ได้เราสลับไปกับเราวัตถุมุ่งเพียงเดียดว่าจะหาทางที่เรียบ
Cái đó mày cái đó không phải ai chỉ được chỉ sân chỉ cái đó ấy nữa mà sân chỉ có những gọi là sờ ấy mũi nữa anh có gì đẹp hơn đấy nhá chẳng hạn này necklace cứ sài cỏ nó bạc sài cỏ nhé okay. sparkly ok cứ chanh chẳng và nhé so the necklace is sparkly và là sẽ có bị chanh chẳng nó và blue blue chanh chẳng nhé okay. vitamin ok vitamin cứ thân nam chiết vitamin và nhé ngày như liệt bia hộp bia bây giờ mình chịu chiết thay mà earring ok earring cứ cỏ vần nó và như bạn ăn thì chia và cái earring chẳng bằng cỏ vần là thân chịu bia plural cái thay mẹ thế nè okay. Earrings ok brilliant idea brilliant in very good or great và cứ cầm lên lọ nè và cứ cầm lên lọ chai như thế và cứ cầm lên lọ lọ nè và okay. Idea cứ cầm lên nè và okay. Brilliant cứ lọ lọ và fit okay fit mình sẽ cứ xăm sạ xăm nên ấy mùi như thế nè và your t-shirt fits your body okay. Chỉ là áo chỉ được bán cái nào phải xong nâng khuôn vào bán này như thế và fit cái xong nâng ấy mũi nè statue ok in không may mình thấy rút sầm nạ và rút sầm nạ nè ok statue jacket ok jacket cứ áo và thống clay và nè áo thùng clay bên này cái áo nó cứ vậy cứ bị nhập bẹ sầm rập sau bị khẳng cào áo sẽ tiết nó và chụp xe nó không bị thì ai mùi gì phao cài đấy và nhập bẹ áo nó bị bằng hai nhà riêng đấy nó và cái sự chuẩn bị lều thùng thông ra mẹ đây với đại diện quê anh mà và ngầm tái riêng với mình và mán thì clay đây đấy nó và nhé vì chụp đầu vì clay đây thì bị ọt chụp đầu khẳng thế nhé chả là bẹ sau bị lấy áo sẽ tiết nó và nhé jacket jeans cái khao cowboy và cái khao cái nát rừng rừng và cái nát cạc cạc và khao cowboy nhé jeans okay. shorts cái khao clay mà khao clay nhé okay. Và chẳng bị những ở hay nhé ok tầm đi ta hỏi lấy người ở nhé và xem cả sắp rồi hỏi dương chạm select với tao niệm không dùng nào bịa ở nè tao có thổ được bao nhiêu khác đấy vì sấy và gửi là tinh ơi mật phẹt nơi cầm chì thế này tip script 2.4.3 wow this store is huge. There are so many things I want to buy for people I can't decide. Well, don't go crazy. Remember, we don't have much money. I know. Hey, Bisay, what's that bird's name at your school in Cambodia? Didn't you say you like to make noise? Maybe you like one of these bells. You mean Ah Wong? Yeah, he's always dinging and clanking his beak on something. I think he might like this one. What should we get Levon? I don't see anything in this store that's geeky. He's easy. I want to buy him those chocolates with red wrappers. He loves them. You know, your friend Vote needs something too. Do you think she would like that necklace? It's really sparkly. Cool. I like that too. I'll get that for her and then borrow it. I can't forget Finn either. He was always getting sick last year, so I think I'll buy him these vitamins. What about your teacher, Miss Mom? What can you buy her? I don't know. She's so beautiful. I want to get her something special. I was thinking about a nice necklace or some earrings, but I don't know. Maybe you could buy her one of these cool hats. That's a brilliant idea. I really like that red one you're wearing. I'll get her that one.
What about old Mr. Savan? Oh, he's another easy one. He has lots of things on his desk, so I'm going to add to it. See this little gold statue? It will fit right in. Are we finished shopping? I'm getting hungry. Yes, let's go. Wait, look at those earrings. They're so beautiful. I haven't gotten anything for myself. I'm going to buy them. End of tip script 2.4.3. โอเคจังไงบ่าจังในออกเนี่ยมันนั่นคือถ้าบานบานบานสดับไปเอาเฮ้ยนะบานสดับเอาเฮ้ยโอเคจังอะไรนี่ยืนลงมาเชะบานสดับแล้วมาเชะลางวิ่งนะบ่าต่อสามออกเนี่ยยืนหนึ่งมาเชะจำไล่ออกเนี่ยนะถ้าในออกเนี่ยมันเจอเรื่องเปลี่ยนเติมเติมแดดออกนะไปยืน script 2.4.3Wow, this store is huge. There are so many things I want to buy for people I can't decide. Well, don't go crazy. Remember, we don't have much money. I know. Hey, Bisay, what's that bird's name at your school in Cambodia? Didn't you say you like to make noise? Maybe you like one of these bells. You mean Ah Wong? Yeah, he's always dinging and clanking his beak on something. I think he might like this one. What should we? Okay, my name is Bell, right? Okay, 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 Bell, right? Okay,
don't see anything in the store that's geeky. He's easy. I want to buy him those chocolates with red wrappers. He loves. Okay, you leave it mình. Và cứ chocolates, đấy. Chocolates. Yeah. Chẳng biết sẽ được buy chocolate thì đây, nhá. Okay. Bell mình cứ bell no s nhé. Bell là mình e nhé. Cứ dừng được biết no s nhé. Cứ bell là tê nhé bạn. Okay. Some. You know your friend Vote needs something too. Do you think she would like that necklace? It's really sparkly. Cool. I like that too. Okay, mình dùng bây giờ và dùng pin necklace thì đấy, okay. Chứ necklace, nhé. Yeah. Chứ we say we'll also buy necklace. Get that for her and then borrow it. I can't forget Finn either. He was always getting sick last year, so I think I'll buy him these vitamins. Okay, vitamin. Anh ta vitamin cái tao, anh ta vitamin cái tao là bao nhiêu nè? Bất anh mình pi giảng học gì vậy? Chứ dùng khi tham say thì tên cái này là vitamins, okay. Vitamins cứ tham chiết vitamin, người ta là bây giờ nuôi và ông được thông thoát nên đó mới sử dụng đó nè. What about your teacher, Miss Mom? What can you buy her? I don't know. She's so beautiful. I want to get her something special. I was thinking about a nice necklace or some earrings, but I don't know. Maybe you could buy her one of these cool hats. That's a brilliant idea. Okay, hat. No, hat. Vì là hat đây, cứ buy hat đây nè. Okay. I really like that red one you're wearing. I'll get her that one. What about old Mr. Savan? Oh, he's another easy one. He has lots of things on his desk, so I'm going to add to it. See this little gold statue? It will fit right. Okay. Chừng còn tí tí, còn tí như vậy đấy, mình thấy mà. Cứ statue, okay. Think statue, nhé. Và đó thì cứ statue, nhé. In, are we finished shopping? I'm getting hungry. Yes, let's go. Wait, look at those earrings. They're so beautiful. I haven't gotten anything for myself. I'm going to buy them. And okay, chẳng khỏi cứ buy earrings. Yeah, earrings, nhé. Okay. Okay. Chẳng thực hiện ở hết đập bàn lưng nào bị để bị xây bàn tính nhá và ok thực hiện dừng rực biện tử và chứ là mấy biện mấy dừng mình biện để chỉ chocolate hat statue vitamins bell earrings and necklace ok cứ chiều bên đéo bị xây tình do từ khmer mình nhé back to Cambodia ok. Yeah,
chẳng ở đâu nào thì dừng đừng mở trình tự một tiếng nữa và một tiếng nữa nhé. Chừng you listen again, sẽ đọc lại tiếp, and you will choose the correct word and complete the sentences with an item from the word box. Và dừng ở đây và bịa trầm thử và hãy bấm pin và bây giờ nữa để pra nhé bỏ bịa phim xe nhé bị thành công và học hàng lớn nhé cái này học nhưng mấy nhé ok ta bị ở vầy nữa bình chỗ nhé chứ giờ đang ở dừng và đi thay ta bị this và that these and those ok chứ xong chạy được mình thật như là this và hay là that xong ra cho mùi nên niếm sinh chuyển lửa và cứ niếm ai vào chẳng hay these those xong ra niếm bị hụ vào chẳng hạn nhé ok bởi niếm ai vào chẳng hạn cứ ẩn miền ai tế và hụ vào chẳng hạn ai miền ai có thêm ý ai hay dân tư bị khả lạc và this hay là these cứ xong ra tí chất that hay là those mà cứ xong ra tí ngài và nhé ok ta hỏi là cái này dân một người sẽ đáp trong ai ngọc này an luôn anh tè tè ta phải đáp loại chó này from number one until number seven ok sẽ an mới là bây giờ tìm sẽ đáp những đằng ta dân trong bệnh ấy chỗ ok hệ sản là bằng bệnh đáp ra sao đó hệ dân sẽ đáp mời tiến nhé ok ok chị mời bà chị mời I think a one might like ok chẳng hạn mình bấm pin bị thả bell nhé nhưng lưu bị chẳng hạn nhé nhưng lưu ví dụ mình muốn nhưng bấm pin ở trời nhé và I want to buy và chẳng hạn vậy nhóm kết thả want và ở bài hai chỉ mà mãi nắng và cứ bài hai chỉ nhé và bài hai chỉ chỗ chặt đấy kì nhé thì dùng pin bị ấy chỗ nhé cứ ảnh miền this thì còn this như là được dụng mùa dây nhé và tao mình là trời nhé ok two, I want to buy the one that because those your mùi nè, nè, hay bình vị ấy chỗ, ok. Mà nhóm chọn tên lý văn, tên tên ao gì kìa, mà he loves them, và có sẽ lãnh, và sẽ lãnh nhận năng. Three, what I could really like, would really like to have, nè, chẳng vừa tới bình chìa, bình chật, nè, và chọn ba này kìa, nè, và really và bất chí nữa bà chừng would like to cứ bình chất chọn thua bởi môi có chọn bàn này như môi như thế nhé và four Finn is always getting sick he might need này chẳng ở Finn cứ ta tay tay chư chùm ngư ở trên nách nữa bà nhé always getting sick và cái tay này chư chùm ngư trên nách đem đó được bà này he might need chứng ở cột và ai nâng trâu cà gì nữa mà chứng bởi chứ sự phim mình nói chứng ta trâu cà vậy nữa okay. Five Miss Mom is so beautiful I will buy her và này đây còn đâu mình nè cái red chứng ở say mom này cứ stress ăn miền tây nè nhóm nâng tình và tình ấy nữa okay. Six Mr. Someone has a lot of things on his desk. Okay. Cứ tha lâu sử bán cứ tha miên bò bò cho ra và nơi lơ tóc bà con á. Will và this is those và will look good on it. Okay. Và cứ tha nâng cái bạn nâng mơ tới và nâng mơ tới khi tha lọ và nơi bị lơ tóc nâng nữa ít cái tóc nữa. Okay, look beautiful. I will buy them for me. Okay, này chẳng đâu phải cái gò đẹp cái gì nữa mà. Thì là về mở tới sọt ăn là look beautiful. Mở tới cái sọt ăn nhé. Và cái là cái nhóm nâng tính và sản phẩm của này mà nhé. Này sản phẩm cái nhóm của này mà. Okay, ta học cái này là sẽ đọc mà đọc tiếp nhé. Okay, chẳng dừng chỉ dùng tiền. Rộng bởi vô của nó này là dân lưu biệt this, that, this, those hơi niêm ở vầy đài nè niêm của dân mình nó không nè dân dân mong bình dân bình hành mấy nè và dân rồi hành mấy nè
Thì ta chỉ đừng đọc nhé. Of TypeScript 2.4.3. TypeScript 2.4.3. Wow, this store is huge. There are so many things I want to buy for people I can't decide. Well, don't go crazy. Remember, we don't have much money. I know. Hey, Bisay, what's that bird's name at your school in Cambodia? Didn't you say you like to make noise? Maybe you like one of these bells. You mean Ah Wong? Yeah, he's always dinging and clanging his beak on something. I think he might like this one. What should we get Levon? I don't see anything in this store that's geeky. He's easy. I want to buy him those chocolates with red wrappers. He loves them. You know, your friend Bote needs something too. Do you think she would like that necklace? It's really sparkly. Cool. I like that too. I'll get that for her and then borrow it. I can't forget Finn either. He was always getting sick last year, so I think I'll buy him these vitamins. What about your teacher, Miss Mom? What can you buy her? I don't know. She's so beautiful. I want to get her something special. I was thinking about a nice necklace or some earrings, but I don't know. Maybe you could buy her one of these cool hats. That's a brilliant idea. I really like that red one you're wearing. I'll get her that one. What about old Mr. Savan? Oh, he's another easy one. He has lots of things on his desk, so I'm going to add to it. See this little gold statue? It will fit right in. Are we finished shopping? I'm getting hungry. Yes, let's go. Wait, look at those earrings. They're so beautiful. I haven't gotten anything for myself. I'm going to buy them. End of tips. Okay, mình sẽ đọc đoạn này nhé. Chừng mình có thể sự cảm thật ở bên biển nhé. Ở châu tàu ở trên lót và biển này hả? Hay nâng thật ta dựa được dọc biển mùi nà this that được gọi this do ý tế nè. Ok, lấy đến sẽ đạp trong coi hay dừng nâng dọc chùm lại được ngọt nế nè. Ok, sẽ đạp ngọt tiết và tiên chùm lại ngọt nế ta dựa trời bằng nà khó bằng nà. Ok, TypeScript 2.4.3. Wow, this store is huge. There are so many things I want to buy for people I can't decide. Well, don't go crazy. Remember, we don't have much money. I know. Hey, Bisay, what's that bird's name at your school in Cambodia? Didn't you say you like to make noise? Maybe you like one of these bells. You mean Ah Wong? Yeah, he's always dinging and clanging his beak on something. I think he might like this one. Okay. Chắc là this one này khi this bell là ngày đó là chỉ cho biết thà this bell, ok, this bell, ok nè, cái number one this bell, ok, ta dừng tại đoạn. What should we get Levon? I don't see anything in the store that's geeky. He's easy. I want to buy him those chocolates with red wrappers. Ok. Cái number two. Và number two cứ lưu biết làm bệnh ổng kì. There's chocolates. Ok. There's chocolates. Và thì dụ biết hả? There's. Nghĩa biết niệm bệnh ổng. Ok. There's. Niệm bệnh this bell, right? Thì dụ biết hả? There's chocolate. Ok. Chocolate. Right? Ok. Ta sẽ làm một tí nè. Rõ tiệt. He loves them. You know, your friend Bote needs something too. Do you think she would like that necklace? It's really sparkly. Cool. I like that too. I'll get that for her and then borrow it. I can't forget Finn either. Okay. Chẳng bình bật tết thêm một tẩy. Và number three. Chẳng chừng lưu biết hà necklace. Okay. Necklace. Chẳng chừng lưu biết hà vầy. This necklace. Look at that necklace. Okay. Chẳng hư dịch nửa lưu biết that necklace. Ok, that necklace. Và number 3 nè. Ok, và number 4.
was always getting sick last year, so I think I'll buy him these vitamins. Okay, phiền chuyện người vật tay được bài these ba nè these vitamins ba vitamins. Okay. What about your teacher, Miss Mom? What can you buy her? I don't know. She's so beautiful. I want to get her something special. I was thinking about a nice necklace or some earrings, but I don't know. Maybe you could buy her one of these cool hats. That's a brilliant idea. I really like that red one you're wearing. I'll get her that one. What a... Okay. Chú Duyên lưu bà lưu bị âm tên tôi hát đấy thì cứ Miss Mom. Okay, Miss Mom chẳng cứ à như như biển cái gì lưu biển gì bà cứ that. Okay, bị đại that red hat hat cứ mũi ngay bà hat đấy that red hat. Okay, tao chỉ muốn trả tiền mới. That old Mr. Savan. Oh, he's another easy one. He has lots of things on his desk, so I'm going to add to it. See this little gold statue? It will. Yang lebih baik, bah, kau bina statue, kau Mr. Savan, bah. Yang betul ini sting statue, sebab Mr. Savan. Fit right in. Are we finished shopping? I'm getting hungry. Yes. Nah, yang lebih baik this, okay, yeah. Yang penting this. Statue. Okay, this statue. Right. Okay. Let's go. Wait, look at those earrings. They're so beautiful. I haven't gotten anything for myself. I'm going to buy them. Okay, chẳng trong khó cứ bật tay dạng bị earrings. Okay, earrings. Hay dừng lưu bị thật. Và that is got those như lưu bị ghế. Và cứ those earrings. Và earrings mình ế này bà con đi. There's earrings. Okay, look beautiful. Okay, ba. Chắc ta nên học như trai của bạn vừa nãy đấy. Ba, cảm thấy như tập chưa đó. Ba. Okay, đã dừng chọc tập này nhé. Sẽ gặp tất cả mọi người. Đã dừng mở chấm riêng thằng cào nữa. Các bạn tỏ là riêng chiêng học này mà. Nè. Okay, chơi chiêng học. Okay, đã dừng đáp chấm riêng học tiếp tiên khi mình đang ăn bọt chấm riêng dưỡng. Ba khi mình đang play. Mà lòng sân nè. Chạm tịnh. Chạm đạo. Tip script 2.4.4. These are my blue jeans. That's my shirt. This red shirt? No, that brown shirt. Those are my shoes. These brown shoes? No, those black shoes. This is my jacket. That green jacket? No, this blue jacket. That's my t-shirt. This white t-shirt? No, that red t-shirt. These are my jeans. Those black jeans? No, these blue jeans. Those are my shorts. These green shorts? No, those white shorts. End of tip script 2.4. Okay, chop. Chuẩn bị một bật. Ba. Ở đây nó thì mà tôi sẽ phải là xạ liên là ngày chơi điện không ai mà tịt mất và điện trường tịt mất. Ai phải tạm bỏ ở đây về nó thì điện trường ai xạ liền liền hết. Ở đây dương đang đạp. Đó tiết hay chơi riêng đầm nào là khí và chơi mình sẩm lấy chơi riêng ở ở đâu bao giờ nữa. Ok, đó là riêng xạ chơi riêng đầm nào khí riêng anh toàn khí nữa tỏ ra bạn chơi diếm. Tip script 2.4.4. These are my blue jeans. That's my shirt. This red shirt? No, that brown shirt. Those are my shoes. These brown shoes? No, those black shoes. This is my jacket. That green jacket? No, this blue jacket.
That's my t-shirt. This white t-shirt? No, that red t-shirt. These are my jeans. Those black jeans? No, these blue jeans. Those are my shorts. These green shorts? No, those white shorts. End of. Okay, chọc tâm này. Cảm thân ông này ai chuyện bà nè. Bà xin chỉ cho anh vọt chuyện ông tí nếu mà ai xa cái rồi bà. Playback là cái rồi thì chuyện làm việc chứ nè. Ở đây mà ta bỏ lên trang gì nè mày nhé. Ở trong riêng dưỡng này. These are my blue jeans. Bà nè, bà tính nè, bà nè, cái chì khao cặp bòi bò kêu bọc nhóm nè. Jeans, jeans, khao cặp bòi. That's my shirt. Bà nó cứ chì áo bọc nhóm nè. That's my daddy's. Okay. This red shirt. Then. No, that's brown shirt. Mần mền thế và cứ áo bò thằng nào nó kháng nụ và nè. Okay. These are my shoes. Tại nít cái chìa bài chương bọc nhóm. These brown shoes. Và ta chìa bài chương bò thằng nào tiền nì. Tiền nì mình thế. No, there's black shoes. Mình thế cứ bài chương bò màu tiền nụ. Và this is my jacket. Và nít cái chìa áo thùng và cả bọc nhóm. That green jacket. Và chị áo thông cái áo bò bài tòn nụ mình thứ. No, this blue jacket. Mình thế. Cứ áo thông cái áo bò khiêu mùi ni. Và that's my t-shirt. Nụ cái chị áo dưới được bọc nhóm. This white t-shirt. Chị áo dưới bò sò ni mình thứ. No, that red t-shirt. Mình mến thế. Cứ áo bò bà cứ áo dịt bò cả hòm mới nụ. Và mở lúc chúng ta là áo dịt bò sò nì mến áp. Sẽ thả mến thế bà cứ áo dịt bò cả hòm mới nụ. Và these are my jeans. Thế nên cái chỉ khâu khảo bộ bọc nhóm. There's black jeans. Và ta chỉ khao cả bòi bò màu tiếng nụ mẹn thứ. No, these blue jeans. Mà mình mẹn thấy cứ khao cả bòi và bò hiểu tiếng nì. Và those are my shorts. Và tiếng nụ hai cái chỉ khao khá lây bò nhóm nụ. These green shorts. Chỉ khao khá lây bò bài tòn tiếng nì mẹn thứ. No, those white shorts. Mà cứ mình mẹn tới cứ khâu clay và cứ khâu clay à bỏ xó tiền đồ hủy tê và ok nó chỉ chấm điện mũi thằng không nên nên học thành anh là vọt sẽ điện đổi và bàn tầm tới nữa ok chân chân sơ sơ và vô và bảy và vô rồi là this that these and those ok dừng đừng ngay cái nào dừng và this that nó cứ sử dụng singular noun these those plural noun và this and these sẽ đọc new objects và robot đến đâu chết that and those sẽ đọc robot đến đâu chungai và far object chẳng ở đây this và this bảy bảy dấu that bảy bảy dấu these bảy bảy dấu those bảy bảy dấu từ nhé chỉ dùng sẽ bằng chân bảy dấu nhé tạm giải bớt đây những chữ tiêu họ đấy nào chỉ biểu hiện nhé ok yeah, this is a phone. These are my dogs. Như ta có đi học cái này bà. Without speaking, mime and point until your partner guesses. Okay. Dừng dừng ai đừng mình bạn giấy dừng cái đó cài ca nữa bà. Còn cho all từ rụp hiệp ấy mùi nữa thì có nó không phải dừng ấy nữa nè. Dừng dừng chỗ đó. Ôi mình phải dừng tiền thì ta chịu. Như chọn gì bị A nữa bà. Ngày anh bà phía chìm bà this, that, this, đồ nè. Ôi bà phải dừng dây nè. Ok. Bà. Ok, xin cảm ơn các bạn.
vô bác nè. I let you chop unit 4 và đòi variable xâm lập về này nè nè. Và chân dừng video có dừng nâng thuốc gặp bọc bài tăng sống nữ tape script khẳng khá đau nè bởi vì dừng chụp 3 vì ảnh này bọc tape script. Ok ok chụp nì video coi và con và sẵn chìa mình bàn mà toàn subscribe xong chạy subscribe để bây giờ tôi bàn video thamay tăng ọc và xâm lập cục mê riêng nông video tìm bằng bấy nì có đôi chìa mê riêng tìm đọc để có mê riêng tìm tìm tăng ọc mà khẳng thị sức sát bỏ rõ dưỡng nâng và chụp nì video coi.